Hey, Nô xin chào tất cả anh em nha. Cảm ơn anh em đã ghé thăm. Hôm nay thì Nô đã cố gắng cộng tất cả đồ lên và bỏ tất cả mọi thứ và ngạc nó ra để nâng cấp đồ. Đây. Và để đánh ở map ở cửa thứ 100 này này. Nhưng mà thất bại. Ở trong cửa 100 này có hai con boss rất là khủng. Lúc trước mình chưa cộng đồ thì con boss nó chém cứ hết 4.000 đến 10.000 máu. Sau khi cộng đồ thì boss chém có khoảng cầm tầm cỡ 4.000 máu thôi. Nhưng mà chỉ giết được con boss đầu, con boss sau khủng quá mình không qua nổi. Nhưng mà mình có một cái khám phá khá là thú vị. Khi mà qua được không qua được cái cửa 100 ấy thì cái cửa 3 sao của các bạn đánh ấy. Đây mình có thể vào luôn ở 99 chẳng hạn, và mình sử dụng chức năng auto phía bên dưới và màn hình phía bên góc bên tay phải chữ màu xanh nước biển, xanh blue ấy, xanh da trời, ấn kích vào đây và ấn tiếp. Và nó có một cái khám phá khá là thú vị là game ấy là sẽ mở tự động cái chức năng auto skin cho mình. Bình thường thì game nó chỉ cho auto đánh thường thôi, nhưng ở đây ấy, mình cho giảm tiếng để nói cho các bạn nghe rõ hơn. Nó có hết sức có thể rồi, mà vì đây là nghe rõ hơn nữa. Bình thường nó chỉ cho đánh thường thôi, auto thường thôi. Sau khi không có bot thì nó có thêm chức năng auto skin, auto skin chẳng hạn. Ở đây thì máy nó đánh nên là nó tận dụng tối đa những cái mẹo, các cái thủ thuật, những cái click thì các bạn xem tập này và các bạn chơi, các bạn có thể khám phá thêm. Ví dụ như sau khi mình ở đây thì mình khám phá thêm cái này của mình có thêm cái đỡ này, lướt này, và dậm nhiều lần rất là hay luôn. Nhìn thấy các bạn và học thêm một ngày vừa được kiếm hàn hay là nên muốn học thì phải đọc thêm, nhưng mà mình không đọc nổi vì kiếm hàn đó. Máy nó đánh rất là nhanh. Còn cái chức năng cái khóa ở giữa màn hình các bạn có thể sử dụng được, sử dụng thì ấn vào đấy khóa thôi thì không gần như không thể làm gì được. Sau khi mà khóa từ khi nhân vật của mình đánh cái là phần cái kiểu này khoảng trên 30 lần nó đầy đồ rồi, đầy đồ xong cái thì nó sẽ tự nhiên hết phần cái giống như điều kiện này là mình ao khỏi phần nền game thì nó ra được. Còn để mà khóa nó có chức năng sử dụng được tương tự nữa, lại thế là người mình vừa xem nó không nên ấn để bắn tên, còn phá ra thì máy nó không cho bắn tên đâu. Ok, thế là kết thúc nha. Cảm ơn anh em. Một cái mẹo nhỏ thế thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.